Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin chuyển nhượng ngày hôm nay, ngày 27 tháng 7 của Thuật Thể Thao. Lời đầu tiên thì cho Thuật Thể Thao xin chúc các cô chú anh chị và các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Và trước khi đến với chương trình ngày hôm nay, quý vị và các bạn có thể ủng hộ Thuật Thể Thao bằng cách bấm like video, chia sẻ video cũng như đưa ra cái bình luận của mình về những tin tức ngày hôm nay mà Thuật Thể Thao đưa tới cho quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay có hai thông tin chuyển nhượng rất là đáng chú ý liên quan tới đội Nam Định và đội Công an Hà Nội. Đầu tiên là đội Nam Định. Chúng ta biết rằng là Nam Định là cái đội bóng đại diện cho Việt Nam thi đấu ở Cúp C2 châu Á mùa giải 2024-2025. Cho nên là ngay sau khi mùa giải 2023-2024 khép lại thì đội bóng này đã có cái sự chuẩn bị lực lượng rất là chu đáo. Đầu tiên là họ ký thêm với Tuấn Anh với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Và sau trường hợp của Tuấn Anh thì đội bóng này đã quyết tâm chiêu mộ những cái cầu thủ chất lượng nữa. Và trong sáng ngày hôm nay thì đội bóng này đã xác nhận thông tin chiêu mộ thành công, ký hợp đồng với Joseph Mbappé. Chúng ta biết rằng là Joseph Mbappé, như Thuật Thể Thao đã thông tin cho quý vị các bạn đầu cái kỳ chuyển nhượng năm nay, thì cầu thủ này đã chia tay Hải Phòng sau khi mà hết hạn hợp đồng. Thì Hải Phòng đã không giữ chân được Mbappé và Mbappé đã đi tìm bến đỗ mới. Và bến đỗ tiếp theo của Mbappé đó chính là câu lạc bộ Nam Định. Nam Định đã ký hợp đồng 2 năm với Joseph Mbappé. Chúng ta biết rằng là Mbappé là cầu thủ mà đã có nhiều năm thi đấu ở V-League rồi. Mbappé là cầu thủ mà đã thi đấu cho Hải Phòng 6 mùa giải. Thì cái mùa giải vừa rồi ấy thì Mbappé cùng với Lucao trở thành hai chân sút chủ lực của đội bóng đất cảng. Mbappé thì thi đấu 22 trận ở đấu trường V-League và đã có được 11 bàn thắng. Cái điểm hay của Mbappé là cầu thủ này có thể đá được cả vị trí hậu vệ. Đấy, có thể đá trung vệ, có thể đá tiền vệ và đá tiền đạo. Đây là một cái điểm rất là tốt, và sự đa năng của Mbappé sẽ giúp cho Nam Định có thêm nhiều những cái phương án. Ví dụ như trong trường hợp mà ở một trận đấu nào đó ở cái đấu trường cúp C2 châu Á chẳng hạn, khi mà Lucas bị chấn thương hay là bị thẻ phạt thì có thể sử dụng Mbappé cùng với Henry cũng như là Rafinha, hay cả ở đấu trường V-League cũng như vậy. Thì đây là cái bản hợp đồng mình nghĩ rằng là rất là ok của Nam Định, và với những gì mà Mbappé đã thể hiện trong màu áo của Hải Phòng cũng như là cái môi trường ở đấu trường V-League như thế này, thì cá nhân Thuật Thể Thao đánh giá Mbappé là bản hợp đồng rất hứa hẹn của cái đội Nam Định này. Và mình thì mình cho rằng cầu thủ này hoàn toàn có thể tỏa sáng trong màu áo của Nam Định, và chúng ta cùng chờ xem là Mbappé sẽ thể hiện được gì ở cái đấu trường Cúp C2 châu Á cũng như là ở sân chơi quốc nội. Thì theo thông báo từ phía Nam Định, và chúng ta biết rằng là trong thời gian tới thì Nam Định sẽ tiếp tục bổ sung thêm quân số, bởi vì như này chưa đủ, bởi vì là họ sẽ bổ sung thêm ngoại binh và để cập nhật thêm. Còn ngoài trường hợp của Mbappé thì Nam Định cũng đã ký hợp đồng với Trần Văn Trung. Chúng ta Văn Trung là cầu thủ mà thi đấu cho Công an Hà Nội ở 2 mùa giải gần nhất. Tuy nhiên thì cầu thủ này lại không được trọng dụng, bởi vì là chen chân vào cái đội hình của đội Công an Hà Nội là rất khó, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là cầu thủ này đã chia tay và đầu quân cho đội Nam Định với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Thì với cái bản hợp đồng này thì với cá nhân Thuật Thể Thao đánh giá thì với cái tuyến dưới hiện tại của cái đội Nam Định thì Văn Trung sẽ là những cái phương án lựa chọn của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Đấy. Chứ còn để mà chiếm được suất đá chính ngay thì nó sẽ rất là khó khăn. Nhưng dù sao đây cũng là một bản hợp đồng mà sẽ giúp cho cái đội hình của Nam Định dày quân lên thêm để mà chinh chiến ở những cái đấu trường sắp tới, bởi vì là ít nhất là đấu trường Cúp C2 châu Á này, Cúp Quốc gia cũng như là sân chơi V-League. Thì với cái nhân sự hiện tại và bổ sung thêm quân này thì mình cho rằng là cái đội Nam Định họ đang cho thấy được cái tham vọng rất lớn của mình ở cái mùa giải năm nay đấy. Chúng ta sẽ cùng chờ Nam Định xem là họ sẽ thể hiện như thế nào. Ngoài trường hợp của Mbappé và Văn Trung thì chúng ta chuyển sang cái thông tin chuyển nhượng của một câu lạc bộ khác, đó chính là câu lạc bộ Công an Hà Nội. Thì chúng ta biết rằng là như Thuật Thể Thao đã thông tin ấy, Đình Trọng là muốn rời Bình Định để về ngoài này chơi bóng để cho gần gia đình. Đấy. Thì trong ngày hôm nay thì chính thức Đình Trọng đã đầu quân cho câu lạc bộ Công an Hà Nội, và đây là một cái thông tin có thể thấy rằng là rất vui đối với những ai yêu mến Đình Trọng, đúng không ạ? Vì chúng ta thấy Đình Trọng trở lại thủ đô, tuy nhiên thì cũng đã không trở lại Hà Nội FC, đúng không ạ? Thực sự mà nói thì những cái gì mà Đình Trọng thể hiện trong những năm tháng đỉnh cao Hà Nội FC là rất là ok rồi, nhưng mà sau này thì dính chấn thương cho nên là những cái đóng góp nó giảm đi, và Đình Trọng đã quyết định rời vào Bình Định và thi đấu 3 năm tại đây. Thì sau cái 3 năm khoác áo của đội Bình Định này thì cái mùa giải năm nay này
là cái mùa giải mà Đình Trọng cho phần nào lấy lại được cái hình ảnh của một trong những trung vệ kèm tây hay của V-League, đúng không ạ? Thì cái phong độ trở lại của Đình Trọng nó sẽ là một cái phương án nó hữu hiệu và là một cái sự lựa chọn tin cậy của huấn luyện viên Paul King ở mùa giải tới. Chúng ta biết rằng là cái hàng phòng ngự của đội Công an Hà Nội trong 2 năm trở lại đây, kể cả năm ngoái họ vô địch cũng như năm nay, là không tốt đâu. Mặc dù là đấy, bây giờ Đình Trọng về thì mình nghĩ rằng là sẽ đá cùng với Bùi Hoàng Việt Anh nữa thì sẽ rất là ok, bởi vì là thực sự mà nói thì cái kinh nghiệm của Đình Trọng là một điều rất là tốt để giúp cho cầu thủ này có thể hòa nhập được với đội Công an Hà Nội. Và thực tế mà nói ra thì cái đội Công an Hà Nội này có rất nhiều đồng đội của Đình Trọng ở đội tuyển quốc gia cũng như là câu lạc bộ. Vì thế cho nên là mình thì mình cho rằng cái sự hòa nhập của Đình Trọng trong cái màu áo của câu lạc bộ Hà Nội là không khó khăn đâu. Vì thế cho nên là chúng ta các cổ động viên của Công an Hà Nội chắc chắn là cũng không đến nỗi là phải lo lắng lắm đâu. Thì trong cái ngày mà ký hợp đồng với cái đội Công an Hà Nội này ấy, thì Đình Trọng đã chia sẻ với truyền thông rằng: "Tôi rất vui và hạnh phúc khi gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội. Thực sự mà nói, tôi rất hào hứng, mong chờ để được tập luyện và thi đấu trong áo của đội bóng. Có hai lý do để tôi chọn câu lạc bộ Công an Hà Nội. Thứ nhất, đó là câu lạc bộ Công an Hà Nội là đội bóng có truyền thống, có mục tiêu và tham vọng. Đó cũng là mục tiêu của bản thân tôi. Thứ hai, sau thời gian thi đấu xa nhà thì tôi mong muốn được thi đấu cho một đội bóng gần nhà để được ở gần gia đình. Tôi mong muốn là đóng góp hết sức mình để cùng đội bóng đạt được thành tích cao nhất ở tất cả các đấu trường trong mùa giải tới đây." Đó, thực ra là trong cái lời phát biểu này chúng ta thấy được rõ cái sự quyết tâm của Đình Trọng, đúng không ạ? Nhưng mà mình thì mình cho rằng là Đình Trọng cũng sẽ phải cạnh tranh rất là quyết liệt để mà có được suất đá chính chứ không phải đơn giản đâu, vì là với một ông thầy mới và một đội bóng mới thì cũng cần thêm những cái thời gian để mà hòa nhập. Thì cái thuận lợi như Thủy Thao đã nói, Đình Trọng là anh cầu thủ mà đã có rất nhiều cái đồng đội của Đình Trọng đang thi đấu ở câu lạc bộ Công an Hà Nội từ trước đây cũng như là trên đội tuyển quốc gia. Vì thế cho nên là Đình Trọng sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu, và mình thì mình cho rằng Đình Trọng sẽ là cái phương án rất là ok. Trước Đình Trọng thì câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng đã ra hợp đồng thành công với Quang Hải. Đây cũng là một bản hợp đồng mang tính bước ngoặt rất lớn. Và trước đó nữa thì họ cũng đã chiêu mộ thành công được tiền đạo Alan từ phía Bình Định luôn. Alan thì chúng ta biết rồi, mùa giải trước Alan là tiền đạo V-League tốt thứ hai ở sân chơi V-League, chỉ sau mỗi Ralph Fencer thôi. Thì những cái sự bổ sung này cho thấy được rằng là Công an Hà Nội họ cũng đang rất là quyết tâm ở cái mùa giải tới đây. Vì họ cũng đã đấu trường cái AFF Club nữa, thì cái giải câu lạc bộ Đông Nam Á thì đây cũng là một cái sân chơi mà câu lạc bộ Công an Hà Nội có thể mơ lớn được, vì cái lực lượng họ ở thời điểm hiện tại ok, mua được ngoại binh ngon là có thể chiến được. Đó cũng là cái thông tin chuyển nhượng cuối cùng trong chương trình bản tin chuyển nhượng sáng ngày hôm nay ngày 27 tháng 7 của Thủy Thể Thao. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những ai mới xem kênh của Thủy Thể Thao có thể bấm like và subscribe kênh của Thủy Thể Thao để nhận những thông tin mới nhất liên quan tới bóng đá trong nước, bóng đá quốc tế được Thủy Thể Thao cập nhật liên tục vào mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.